Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay cũng là một cái mèo nhỏ ở trong phần review này. Rồi, ở đây các bạn thấy không? Thấy cái con mắt này không? Đây nha. Thì hai con mắt này chính là cái mặt đứng để nhìn vào trong cái mặt bằng của mình này. Nó cái hướng nhìn đó. Thì bây giờ sau khi mà mình đã trình bày trong bản vẽ này rồi thì làm sao để mình tách được hai con mắt này? Ok, thì các bạn đã tách hai mắt năm nay, bạn phải vào trong cái bảng VV nha. Các bạn nhấn VV trong bàn phím ở đây nha. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là cái tab Annotation. Tại vì đó chỉ là cái con mắt nhìn là nó thuộc 2D chứ không phải là 3D nha. Nên nó sẽ nằm ở trong cái tab Annotation này. Rồi các bạn nhấn vào. Đó. Xong sau đó các bạn tìm đến cái mục là Elevation. Nhấn chữ E ở trên bàn phím nha. Thì cái đây chính là mục này. Đó các bạn bỏ dấu tích này đi. Ok nha. Sau khi bỏ dấu tích mình nhấn OK. Đó. Thì nó không móc. Nó lại không móc hai cái Elevation này. Thì nếu mà các bạn nào gặp cái trường hợp này á thì các bạn sẽ gặp rắc rối rất to nè, các bạn sẽ thấy ủa sao kỳ vậy ta, cái này đã thuộc Elevation nhưng mà sao mình tắt cái nó không móc. Là chính vì sao? Chính tại vì các bạn đang tắt ở ngoài môi trường này, là môi trường này là layout này, các bạn đang tắt bên ngoài cái bản vẽ này chứ không phải là bên trong của cái mặt bằng này. Để muốn tắt được cái này các bạn phải click đúp vào cho mình nha, lưu ý nha, cái đây rất là quan trọng luôn này. Các bạn mà làm sai bước này là các bạn sẽ không bao giờ tắt được cái nút đó. Các bạn phải click đúp như trong AutoCAD gì đó, các bạn vào trong cái mặt bằng chính đó. Đây này, lúc này là nó đã vào trong mặt bằng chính này. Và cái bảng của mình là cái bảng khung tên này đã mờ xuống rồi này, có nghĩa là bây giờ mình đã xâm nhập vào trong cái mặt bằng của tầng 2 này rồi. Đó. Thì cái con mắt này này là của cái mặt bằng tầng 2 này chứ không phải là ở bên ngoài của cái bảng khung tên này nha. Rồi, sau đó các bạn thực hiện lại cho mình cái bước vừa rồi, đó là bạn nhấn VV nha. Đó, cái bảng VV này hiện lên, các bạn lại chọn cho mình cái tab Annotation Category. Đó. Rồi các bạn tìm đến cho mình là Elevation. Đây. Bỏ vô tích đi. Rồi sau đó nhấn OK. Thấy giờ đã mất hai mắt thấy không? Tại sao mình lại làm hai cái ví dụ cụ thể như vậy? Là để cho các bạn phân biệt. Chứ lỡ sau này các bạn, mình biết rất là nhiều bạn gặp lỗi ngay bước này. Nghĩa là các bạn tắt, đang tắt ở ngoài này á, ngoài môi trường này này, môi trường layout này này, các bạn tắt ở ngoài môi trường này là nó không có mất được hai mắt đó đâu nha. Mà phải xâm nhập vào bên trong layout đó, là click đúp vào là nó sẽ vào. Nó bằng cách là nhận diện là thấy cái bảng khung tơ này nó mờ xuống là mình biết đã xâm nhập vào trong tầng 2 rồi nha. Ok. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye.